Kiến và rệp là đôi bạn thân trong thế giới tự nhiên, chúng cộng tác với nhau và mang lại lợi ích cho nhau, tóm lại, kiến và rệp có mối quan hệ cộng sinh, rệp sản xuất thức ăn có đường cho kiến, ngược lại kiến chăm sóc và bảo vệ rệp trước những loài động vật ăn thịt. Rệp còn được gọi là bọ rầy, chúng là loài côn trùng rất nhỏ, sống trên cây và thu thập các chất lỏng giàu đường từ cây ký chủ bằng vòi hút của mình. Bao gồm rệp vừng và rệp sáp, rệp cũng là mối đe dọa của nhà nông trên toàn thế giới, chúng được biết đến là kẻ hủy diệt cây trồng rệp phải tiêu thụ một lượng lớn thực vật để đạt được nguồn dinh dưỡng thích hợp, sau đó loài côn trùng nhỏ bé này thải ra một lượng lớn chất thải được gọi là dịch ngọt, trở thành một thực phẩm giàu đường cho kiến, kiến trở thành một người chăn nuôi. Như các bạn đã biết, ở đâu có đường thì ở đó sẽ có kiến, một số kiến đang đói dịch ngọt, chúng sẽ bóc lột rệp để chúng bài tiết ra chất đường, các con kiến sử dụng râu của nó, kích thích rệp giải phóng đường. Một số loài rệp bị mất khả năng thải ra dịch ngọt và phụ thuộc hoàn toàn vào kiến kích thích chúng sản xuất đường.